đến chưa? Đến rồi. Xuống. Bây giờ thế này nhá. Vợ đợi chồng ở đây, chồng đi vào trong kia, đáo hạn phát, xong chồng ra luôn. Thế đáo hạn xong nó mà không cho vay nữa thì đi ăn cắp à? Ui, yên tâm, yên tâm, yên tâm. Cái tay. Đã bảo là bỏ ngay cái trò vỗ mông đi rồi cơ mà. Này, mà đáo hạn xong nhá, nhớ phải lấy bằng được tiền về đấy. Tối qua vợ mơ vợ chồng mình nổ hũ, mà hũ to lắm. Ui, bao nhiêu? 100 triệu đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Này, 100 củ á? Này, chồng nói cho vợ nghe nhá. Nếu như mà nổ hũ 100 củ nhá, chồng đưa vợ xuống Đồ Sơn thưởng tuần trăng mật ở Hòn Dấu. Này, ngắm 12 con giáp mặc xịt, thú phết đấy. Cái gì mà tuần trăng mật? Mỡ đây mà hú. Bằng tiếng vợ chồng bao nhiêu năm, cha cho sờ múi cái gì. Chán. Nhớ là phải lấy bằng được tiền về đấy nhá. Thôi, đi. Dâm. Mày cho chị hỏi xem nào, tao nghe nói bọn nó đánh cờ bạc trên mạng là những cái món gì đấy mày. Ủa, dạo này bà ấy lại cả nghiên cứu cái món cờ bạc trên mạng á? Ừ. Riêng cờ bạc trên mạng ấy, nó gì, cái gì nó cũng có, hiểu không? À, nó có om ba cây, sóc đĩa, tổ tôm, chắn cả, tiến lên, tiến xuống, mà thậm chí nó lại còn có cả tiến lùi. Thế trong mấy cái môn ấy, mụ giỏi môn nào? Không, tao định mở đại lý, đổi rích, ăn phần trăm, nghe nói còn hơn cả lô đề đấy. Con lầy mẹ! À, tôi lại nói cho mụ biết luôn rồi, đừng tưởng mấy cái món ấy mà dễ chơi nhá. Mụ cứ trà đá với cả cái anh Thạch Rau Tô Long Hải là mụ phát triển cho nó bền vững, hiểu không? Ôi giời ơi, ta có con bạn nó mở đại lý đổi rích, tháng nó kiếm tiền tỷ đấy. Tháng này nó kiếm tiền tỷ nhưng mà tháng sau nó ngồi nó bóc lịch. Thế mụ có thích ngồi bóc lịch không? Lịch thì ngày nào tao chả bóc. Điển, bọc lịch nữa là đi tù. Ủa thế thì thôi. Này, hay là mày cho tao làm tín dụng với mày nhá. Này, mụ đừng tưởng thằng này khách khứa lườm lượp mà là ngon nhá. Con phục vụ toàn mấy đối tượng các bố các mẹ chơi cờ bạc ở trên mạng nhá. Nó đang bể của con một rổ luôn. Con còn đang tính là quy hoạch lại để con thu hồi vốn đây này mẹ này. Ôi giời. Thôi nhá, mụ cứ trà đá với cả cái món Thạch Rau Tô Long Hải này cho nó lành, hiểu không? Anh Trâm. Thằng Danh à, tao đã nghiêm cấm mày không được vỗ mông tao, tại sao mày lại vẫn vỗ mông tao? À? Đại ca, em bòn tay ý mà. Bố láo, đáo hạn thế. Vâng, đáo. Còn Dương. Dạ đây, em gửi đại ca. Đủ 5 củ chưa? Úi đại ca, không thiếu một trinh. Mà này, đại ca. Tao đã bảo mày là nghiêm cấm mày vỗ bằng tao cơ mà. Đại ca buồn cười ấy nhở. À? Đại ca bảo em không vỗ thì em xoay em không vỗ đâu. Ô, mà này, nào? Sao? Nha. Mày làm trò gì đấy? Có nghĩa là đại ca giảm thấp độ cao cho em một tí ạ. Thấp độ cao có nghĩa là nào? Bớt em 1 triệu. Anh nói cho thằng em biết còn nó là như thế này nhá. Thế bây giờ mày đã thấp như thế này rồi, bây giờ anh lại còn hạ mày xuống nữa, thế mày là thành quái thải. Đại ca. Thôi được rồi. Đấy nhá, em đáo xong rồi nhá. Bây giờ đại ca cho em vay thêm 5 củ nữa để em gỡ. Em mà nổ quả hũ này nhá, em biếu đại ca thêm 5 củ nữa luôn. Anh đã lại nói với cả thằng em thế này này là mày không ngăn được cái trò cờ bạc trên mạng đâu nhờ. Chúng nó còn đang bể một đống ở cái kia mà không thấy à? Đại ca, biết là bể nhưng mà em phải thu hồi vốn nhá. Em thề với đại ca luôn, phát này thu hồi vốn xong nhá, em bỏ cờ bạc mạo luôn, em chuyển sang bóng. Mày điên à? Chứ bóng nó không phải là cờ bạc à? Đại ca buồn cười nhỉ, nó khác nhau chứ. Bóng ấy, nó là thể thao, mà chơi thể thao thì nó có sức khỏe. Bố nào, thôi được rồi. Thế bây giờ tao lại hỏi mày là vay thế chấp cái gì? Đại ca ơi, em làm chó thì còn cái gì nữa đâu mà thế chấp. Cái xe đạp điện mày đâu? Đây thấy, đây. Này gạ mãi nó mới cầm cho 5 củ đấy. À thế là không có thế chấp gì? Vâng. Vậy
Rồi, vay. Được rồi, này. Thế này. Đại ca cho em thế chấp bằng niềm tin nhá. Niềm tin? Vâng. Thế cái niềm tin của mày nó là cái gì? Niềm tin là trí tuệ. Trí tuệ mày đó. Ui đấy, em nói cho đại ca nhá. Em vừa quen một con ở trên mạng. Ui, ngọt thỉu luôn, thơm phức. Gái hay cái à? Gái. Vợ anh nói mày vừa đẻ xong. Lũ lụt quá, gái vát là lớn bấn. Gái đâu? Đây. Đây nha, lại gần thấy không? Được chưa? Đẹp chưa? Rồi, được. Hay là đây? Em này. Đây nữa này. Mày cho anh sao lại em ở giữa này? Đây gì? Đại ca tinh bắt đấy. Này, con nhà lành đấy. Là mày có ảnh khỏa thân của nó không? Ôi, đại ca ơi. Con nhà lành thì lấy đâu ra ảnh quả thân? Được. Đại ca duyệt con này. Đúng rồi. Đại ca tinh mắt đấy. Con nhà lành đấy. Này, không một vết xước luôn. Thế thì đại ca nói luôn cho mày biết á. Nếu mà nó đúng không một vết xước thì đại ca cho mày vay luôn 5 củ mà đại ca không lấy mày một đồng tiền lãi nào, hiểu không? Ui, em xin đấy. Bây giờ nhá, bố đi tìm cho con một cái bãi đáp thật đẹp, hiểu không? Riêng cái loại mà 70k 2 giờ đầu ấy, thằng này không chơi, hiểu không? Đại ca yên tâm này, em vừa có một cái bến mới nhá. Này, có cả giường tình yêu ấy, mà phòng nhá, thơm phức luôn. Riết! À đây rồi, gọi đây rồi. Tình hình như nào? Nó có sảng khoái không? Nó có cho vợ quà không? Ui dồi, khiếp! Cái thằng cha đấy rõ sạch sẽ mà kỳ. Mà nó còn chửi chồng nhất hay đấy. Chửi chồng á? Ừ. Chửi như nào? Nó bảo là chồng lừa nó. Mà người vợ toàn sẹo, chồng lại quảng cáo là không có vết xước nào. Ui dồi ôi. Chồng đã bảo vợ là tắt cái điện đi. Thì bất nó lại tắt à? Bất nó lại phật. Tắt nó lại bật. Mà nó ngủ gáy như bò giống ấy. Vợ phải gọi mãi nó mới dậy để đưa quà đấy. Ui dồi. Vợ chủ động gọi nó dậy đòi quà. Ừ. Thế thì các gì vợ là gái? Thì vợ chả là gái, chả nhẽ là dai. Ui dồi, nhưng mà chồng quảng cáo với nó vợ là con nhà lành. Thì vợ chả con nhà lành còn gì nữa. Nó còn hỏi vợ có phải là con nhà lành không. Vợ còn đưa hẳn số khẩu photo cho nó xem. Bố là Nguyễn Xuân Hậu, mẹ là Lê Thị Lành. Nó xem xong còn cười sặc sụa như mà làm ấy. Ui dồi, vợ giết chồng rồi đấy. Nó mà biết chồng lừa nó đánh chồng chết luôn ấy. Nó xuống rồi, vợ té đi, về có nét đợi chồng nhá. Đại ca. Thằng dạy con đây à? Mày lừa bố mày có đúng không? Đại ca bình tĩnh. Đại ca phun vòi rồng chuẩn thật ấy. Đúng mặt em. À, đại ca dùng bữa ngon miệng chưa? Thằng dạy con này, tại sao mày dám quảng cáo với cả tao là nó là con nhà lành hả? Đại ca buồn cười nhở. Nó chả con nhà lành là gì. Em vừa cầm hộ khẩu nhà nó đi cắm xong. Mẹ nó chả tên là Lê Thị Lành. Thôi được rồi, cái vụ mà con nhà lành thì tao biết rồi. Thế tại sao mày quảng cáo nó là người nó không có một vết xước nào, mà tao kiểm tra người nó toan sẹo là thế nào hả? Đại ca, em quảng cáo là không có vết xước chứ có phải là không có sẹo đâu. Con gái thời buổi bây giờ đứa nào chả phải có sẹo. Mà đại ca mảng tiếng dần chơi, không biết chơi à. Tao mà không biết chơi ở cái đất này thì còn thằng nào biết chơi nữa hả? Mày quảng cáo bố láo, người nó không có cái chỗ nào là không có sẹo đó à? Tao không được một cái miếng nào dành con này. Đại ca phải để ý chứ. Lần sau nhá, trước khi trọng tài thổi hồi còi khai cuộc, đại ca phải tắt điện đi. Tối om nhà ngói như nhà tranh. May là nó còn được cái mặt nó kéo lại. Mặt thằng dành con này, nó là cái dịch vụ mà tại sao mày lại bảo nó là ở quê mới ra hả? Dịch vụ đâu mà dịch vụ. Nó suốt ngày ngồi nét với em. Nó mới lên đây có 3 năm thôi. Bây giờ tao không tính toán với mày cái chuyện tế nhị ở đây nữa. Lên xe tao tính với mày. Ê, từ từ đại ca, lên làm gì ạ? Cho em thêm 2 triệu nữa, lên sới ông muộn. Tao vừa mới đưa cho mày 5 triệu hôm trước mà mày nướng hết rồi. Vâng. Thôi được rồi, lên xe rồi tao tính với mày. Lắm lúc chỉ muốn có ai ở
cai. Hả? Ra. Nói. Đại ca, em đề nghị đại ca nhìn vào gương để em chỉnh cái đầu cho nó được đẹp. Mày biết tao là ai không? Em biết ạ. Ai? Dạ, anh Sâm ở đầu phố. Tao là Sâm ấy, cho nên là tao chỉ thích nhìn vào chỗ Sâm thôi, hiểu không? Mày cứ bắt tao nhìn vào cái gương này nó chói nó lóa, hiểu không? Mà tao mà chói mới lóa là tao rất hay đấm người. Mày có thích bố mà đấm không? Không, không. À, đại ca, à, bây giờ đại ca nhìn chỗ nào thì đại ca nhìn tập trung ở đấy cho em để em làm cái đầu đại ca cho được đẹp. Bố mày nhìn vào cái chỗ Sâm này đó. Cô mày nha. Cô mày nha. Nào. Ngô Duyên. Thằng danh con này. Dạ. Tại sao anh lại mày lại xịt vào mặt à? Mày muốn bố mày đó mày không? Đại ca đang nhìn ở kia, bất ngờ quay lại làm sao mà em biết được? Mày bắt bố mày nhìn vào cái chỗ đó bí. Nó không có ánh sáng gì đó. Bố mày phải nhìn vào cái chỗ nó toàn. Mà mày cứ bắt bố mày nhìn vào chỗ bí là bố mày đấm mày vô hay đó. Đầu của chị chắc là 2 tiếng nữa mới xong đấy ạ. Có khi chị sang quán cà phê bên cạnh ngồi cho thoải mái. Có gì xong em gọi. 2 tiếng cơ à? Ừ, có khi chị sang bên quán cà phê ngồi nhá. Số chị đấy. Chị đọc đi. 01234. Rồi ạ. 13. Rồi ạ. 76. Vâng. Xong chưa? Chị sang đi có gì gọi chị nhá. Không 1 2 3 4 cái gì đấy nhỉ? Gì là gì ạ? 0 1 2 3 4 cái gì nữa? 4 3 4 còn 3 gì nữa? 76 ạ. 76 thơm à? Thơm thơm thì thơm. Ui thằng thay con này đã. Bố mày vừa mới không để ý một cái mày làm hỏng ngay cái đầu của bố mày cái này à? Đại ca à? Em đã kịp làm gì đâu à? Em mới chỉ xin nước thôi mà. Thế mày chưa làm gì à? Vâng. Thì làm đi. 0 1 2 3 4 tứ quý 3 76 đúng không? Đúng rồi. Đúng 2 tiếng nữa mày mới được xong với bố mày, nhớ chưa? Vâng. Thế mày trông xe đấy, xe có xước xác, có hỏng hóc cái gì không đấy? À. Đại ca yên tâm, em bị tuần suốt từ nãy giờ. À. Ở đâu rồi? Bây giờ như thế này, con vợ của anh là nó cực kỳ là cái. Mà anh thì có một số của em cực xinh. Bây giờ anh bàn giao lại cho mày, mày thi công hộ anh, đó. À, có nghĩa là như này, vợ đại ca rất là ghen đúng không? À. Bây giờ đại ca giao nhiệm vụ cho em. Tán đổ cô này hộ đại ca gì? Được. Thằng này khốt. Mày phải làm sao? Ngày đêm tán tỉnh nó cho anh. Đến bao giờ mà nó chịu đâm vào nhà thì thôi. Ừ. Sao lại đâm vào nhà là sao ạ? Mày lắm lúc khốt đấy. Nhưng mà đôi khi lại ngu cực kỳ. Đâm vào nhà có nghĩa là nhà có chuyện gì. Đó. À, đại ca Dâm thâm thúy thật đấy. À. Bây giờ em nhận cái số điện thoại này. Ừ. Sau đấy em dọn cỗ cho đại ca sẵn chén đấy gì. Được. Có làm được không? Ui, đại ca yên tâm. Dọn cỗ là nghề của em. À, anh bảo chú này này. Bây giờ mày lợ anh 10 củ đúng không? À. Xong việc. Hết lợ. Còn nếu mà không giải quyết được ấy mà. Anh bảo này. Anh xin chú tí tiết luôn đấy. À. Đại ca yên tâm. Việc này với em phút mốt đi mà. À. Số điện thoại là gì ạ? 01234 tứ quý 3 76. 01234 tứ quý 3 76. Mà số điện thoại tên là gì ạ? Thơm. Thơm. Ừ. Thơm. Khó nhớ nhỉ. Ừ. Thơm có nghĩa là nó không thối là được. À, vâng. Đi.
rồi, chỉ sắc ăn thôi mà này. Quả cỗ này to đấy. Mày có chắc là em Thơm em mới đồng ý nhận quà 5 củ của anh không? Thì đại ca cứ yên tâm, em lấy danh dự đảm bảo luôn. Thế mới biết là cái cánh đàn bà giờ nó hư thật đấy. Có chồng con đoang hoàng mà tiền phát là nó vẫn đi luôn. Ui, thời buổi bây giờ ấy mà, cái gì đâu chả mua được bằng tiền. À, em nói anh này, em gửi ảnh đại ca sang cho em nó xem ở Messit nhá. Ui, ảnh đẹp đồng lông lộn luôn. Này vớ vẩn quả này nhá, gặp nhá, em nó free cho đại ca luôn. Có thật không đấy? Đại ca có phải nghi ngờ nhỉ? Không đúng sự thật nhá, đại ca cứ chặt đầu em đi. Mà thôi, cỗ nó bày ra đấy rồi, đại ca xịt cái nước hoa này vào đi, cho nó thơm tí nó còn thi đấu. Mà không tin nữa thì được, em gọi em bật loa ngoài cho đại ca nghe luôn nhá. Alo, em yêu à? Anh yêu à? Em ui, đây. Ừ, yêu em. Em cũng yêu anh. Ừ, cứ ở đấy đợi anh nhá. Thế thì nhanh nhá. À đây, anh đang xin nước hoa, đang chuẩn bị sang để gặp em, để chúng mình thi đấu đây. Đừng bắt em đợi lâu đấy. Mà này, nhớ là phải quà cho em 5 củ đấy nhá. Ui, anh là dân cho vay nặng lãi mà, 5 đến 10 củ nó là cái đinh nhá. Yêu anh. Chào em. Thấy chưa, đại ca thấy chưa? Mày giỏi đấy. Nhưng mà em Thơm lại khả năng là tiền đối với em chỉ chuyện nhỏ. Cái quan trọng là thiếu thốn tình cảm lo mới là chính. Em nghĩ là chồng lại bỏ bê lâu ngày không động đến, chắc bấn mà. Mà thôi, đi thôi, cỗ dọn ra hết ở đấy rồi. Đi không cỗ nó thiêu đấy. Em thắt cùng đại ca đi, đi. Anh Bảo này, đợi anh lâu không? Người ta đợi lâu lắm rồi. Ui giời. Mà này, sao không bật cái đèn phòng lên để nó cứ tối om tối sòm như thế này này? Bật. Thôi để anh bật cho. Bật, anh cứ bật là người ta về đấy. Thế thôi, thì không bật nữa cũng được. Quà của em đâu? À đây 5 triệu gì? Em xin. Thôi, riêng gì chứ? Thơm ý thì 10 củ anh thấy cũng xứng đáng. Em hối tiếc thế. Biết thế em lấy 10 củ. Ừ. Ôi, từ từ thôi. Em ơi, sao người em cũng gầy thế này? À, giảm cân để đi thi hoa hậu đấy anh ạ. Ôi trời ơi, sao hôm trước anh thấy chân em làm gì có cái cọng lông nào đâu mà sao hôm nay nó lại nhiều lông thế này? Chẳng thể hiểu tại sao em uống thuốc giảm cân để đi tập gym, lông lá cứ mọc tùm lum hết cả lên anh ạ. Đây này, cả lông mắt. Em từ từ em nhiều xương quá, xương em nó đâm vào anh đau. Em ui, từ này anh bảo cho anh nghỉ tí, cho anh nghỉ một tí. Ôi trời ơi cái gì thế này? Ôi trời ơi, đây là bố hay là mẹ này? Những người ta nữ tính như này phải là mẹ ấy, sao lại bố được? Ôi trời ơi, con lạy mẹ, con lạy thầy. Thôi đừng nói linh tinh nữa, xuống đây em chiều hết nước nào. Ơ kìa, sao lại bỏ người ta lại một mình thế này? Đàn ông bây giờ quá thể. Đại ca bị tiêu chảy à? Thằng danh con này, tao giết mày. Khoan đã, đại ca bình tĩnh lại em nào. Em có làm gì đại ca đâu. Mày lừa bố mày vào cái chỗ cái con bê đề là bố mày nôn hết cả. Đại ca bình tĩnh lại xem nào. Mà đại ca làm gì cô Thơm ấy? Mặt cứ cau cau đi qua. Ô, thế mày gặp cô Thơm à?
Vâng. Vừa đi qua đây xong, mặt cứ mầm mầm mầm. Chết bỏ mẹ. Hay là tao nhầm phòng vậy? Ui, nhầm là cái chắc. Mà đại ca vào phòng bao nhiêu? 502. Ui dồi ôi. Em bảo đại ca vào phòng 205 cơ mà. Ui. Mà thôi, mặc quần áo vào đi không? Ui, các chú bảo vệ, các chú đang cười kìa. Hey, các chú đại ca cho mặc quần chứ có phải cởi chuồng đâu. Thôi được rồi. Bây giờ nhất định tao phải gặp cô Thơm cho bà được. Quay. Xem vụ livestream vợ tình gái sinh đã có chồng và cái kết